Ở bên khu vực dân hiếu bảo giúp tôi cho là cái đi nhỏ đi giúp ạ. Anh ở bên khu vực con cái. Hôm nay là tiếng còi của anh ta. Chúng ta tập hợp các khu vực điện ở khu vực chỗ cầu đèn đi ạ. Một phần ánh sáng tắt cho tôi cái đèn ở chỗ cầu đèn trụ đi ạ, để đảm bảo cho bên này vận động viên thi đấu có đèn sáng ở chỗ cầu đèn trụ. Ok, rộng nha. Và trận đấu này bắt đầu. Đi sang ra vòng 1-0. Một bóng ra ngoài. Điểm cho bên ra 2-0. Chúng ta theo điều của Hà một. Các cái cổ động viên ở dưới sân ra ngoài đi ạ. Chỗ anh ơi, Phương anh Đức. 4-1. Chỗ anh Phương anh Đức vui lòng ra ngoài cho để các cổ động viên thi đấu ạ. Chỗ anh Quân anh vui lòng đứng ra cho trọng tài dễ thương ra ạ. Trận bóng tốt, điểm cho Minh Đào 2-2-4. Đây là khán giả này đứng ở một chỗ và đang tập quan sát một trận đấu. Trận bóng tốt, điểm cho Minh Đào 2-2-3-2. Điểm cho Điên Giang 4-2. Điểm cho Điên Giang 4-2. Chắn bóng tốt. Điểm cho Điên Giang 3-4. Điểm cho Biên Giang 5-3. Vạn Hữu. Làm tiếp tục đổi điểm đến SD 7-3. Đánh bóng ra ngoài. Điểm cho Biên Giang 6-3. Thao ơi, đá bóng ra ngoài, điểm cho Biên Giang 7-3. Quý vị và các bạn thân mến, chào mừng các quý vị và các bạn, chúng ta đến với sân bóng Miếu Ông Già để theo dõi những diễn biến của bảng B. Là trận thứ tư giữa Linh Đàm và Yên Phúc. Các chàng trai chủ nhà Yên Phúc là phía gần màn hình nhỏ của các bạn và phía xa là đội các chàng trai của Linh Đàm. Vừa rồi là phát bóng không qua lưới đến từ chủ nhà Yên Phúc. Điểm số hiện tại điểm bóng đang là 6-8, tạm thời nghiêng về chủ nhà Yên Phúc. Rất tốt đến từ Gà Tre. 10, số 39. Nghiêng về VSD. Tháo ơi, ngồi dịch tha thêm tí nữa. Tẹo nữa. Ok đấy.
4 cái đầu và một pha tổ chức đánh nhanh đến từ các chàng trai của đội Linh Đàm. 5, 10, 11, 10. Điểm 79. Rất khó đỡ quả đánh nhanh của các chàng trai Linh Đàm. Vẫn còn. Đội Linh Đàm chính là đội đội trưởng là đội Đông Giáo Chủ. Mười bảy. Yên Phúc. Mười bốn bảy. Mười hai bảy, khoảng cách đã là 5 điểm cho chủ nhà Yên Phúc. Như vậy là Biên Gia đang bóng 12-7. Bên kia đánh nhanh nhờ sau rồi à? Hết thời gian hợp lý. Ở trong số 1, Phượng Nghĩa gặp VHD. Ở trong số 1, đội Phượng Nghĩa gặp VHD. Đánh bóng ra ngoài, điểm cho Biên Gia 17-8. Có quên nhờ, cái gậy nữa của Phượng Nghĩa. Một pha bóng thoáng một chút thì một chút thôi. Điểm cho Biên Gia 18-8. Cái gậy
gậy. Nào? Cái túi gậy của anh nữa. Hai sách. Đã bắn rồi. Điểm cho Minh Đà. Anh đưa cho em con với cả đây, đưa cái chìa khóa đây. Anh chỉ đưa cho em một cái này. Đó, là em để cây mà. Để anh đi tìm vậy. Đập bóng đi ra ngoài. Cái gậy anh đã bỏ ra đây. Điểm cho Minh Đà. 10, 18. Các vận động, các cổ động viên ở phương tây đứng bên ngoài giúp chúng tôi ạ. Trận đấu đang rất sôi nổi. Một cái nỗ lực của các vận động viên của Minh Đà. Trận bắn thành công và trận đấu rất hay của thủ Minh Đà. Điểm cho Minh Đà 11-18. Các cổ động viên ở khu vực bên chỗ anh thắng này, anh đi ra ngoài để các vận động viên người ta còn sẽ đi chơi, người ta còn mới đó. Cá chê. Viên đang xin đồng ý. Hết thời gian hội ý. Điểm cho Ninh Đàm 12-18. Đánh bóng không qua lưới. Điểm cho Ninh Đàm 13-18. Điểm cho Ninh Đàm 19-13. Chúng ta bóng đất một pha đặt ngô rất hay của vận động viên số 7 của Ninh Đàm. Điểm cho Ninh Đàm 14-19. Trọng tài công nhận điểm cho Viên Giang. Chúng ta theo sự điều hành của trọng tài. Điểm cho Viên Giang 20-14. Không cần nữa. 21-14 như vậy ở set đầu tiên, Viên Giang tạm thời dẫn 21-11, hai đội đổi sân đánh trước thứ hai. Bóng đập tốt. Điểm trên Minh Đàm 3-0. Vô lý nhỉ? Chắn bóng đi ra ngoài. Điểm cho Viên Giang 1-3. Quay thưởng. Đó, hai đội thể dục và thi đấu. Nổi tiếng á. Đập bóng tốt,
Còn chắn đi ra ngoài. Điểm chơi biên giang 2-6. Bây giờ này, chơi kiểu là chỉ có đã bóng tốt. Điểm chơi biên giang 7-2. Bỏ cái ấy lại ra này không có để nó lôi cái ghế là bắt cái hỏng đấy, bỏ chân. Đã bóng tốt. Điểm chơi biên giang 3-7. Phòng thủ không thành công, điểm cho Minh Đàm 8-3. Vừa phải đánh rồi, em bọn mình xuống em nó đánh không, nếu mà không đuổi được mình bảo không đuổi được tí chắc chắn nó đuổi được em. Bắt tay hạ quả, em biết. Đánh bóng đi ra ngoài, điểm cho Minh Đàm 9-3. Bắt tay hạ quả, em biết. Tí đánh đội em, tiền hết máy không cho, anh cũng cho chơi, em cho quả được đúng không chơi. Trang lóng cũng không thành công. Điểm cho Kiên Giang 4-9. Bây giờ là bị hết mất dung lượng. Mong quý vị thông cảm. Đập bóng nguy hiểm. Điểm cho Kiên Giang 10-4. Điểm 10-4. Ta đến lượt mình rồi. Thử gặp một mình cho em đi. Quý vị và các bạn thân mến, ta đang đến sân bóng miếu ông già để theo dõi diễn biến của là trận thứ tư giữa Linh Đàm phía gần màn hình nhỏ các bạn, và phía xa là nhà Yên Phúc. Một trận tại đội dân phố Yên Phúc, huyện Biên Giang, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Các bạn chia sẻ giúp Thuận Meda lên trên các hội nhóm. Ai hâm mộ bóng chuyền không tới sân xem trực tiếp được thì xem qua luồng live stream Thuận Meda. Mười hai bốn đánh bóng. Tỷ số đang tạm thời nghiêng về Linh Đàm ở diễn biến xét đấu thứ hai đây. Đội Linh Đàm 1. Tấn công không thành công. Điểm cho Linh Đàm 6-12. Rồi là một pha đập bóng tốt đến từ Cá Tre. Điểm 6-12. Điểm cho Linh Đàm 13-6. Một pha đập rất hay. Điểm cho Kiên Giang 7-13. Bóng nhanh đến từ các chàng trai Yên Phúc. 7-13. Bên cạnh là diễn biến bảng A. Bóng đi ra ngoài. VHD là Phượng Nghĩa. Chín mười ba cho chủ nhà Yên Phúc. Quý vị các bạn thân mến, chúng ta đến với sân bóng miếu ông già tại tổ dân phố Yên Phúc, phường Biên Giang, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, xem những diễn biến của giải truyền hơi mừng lễ hội miếu ông già năm 2023. Trước mắt chúng ta là diễn biến vừa rồi là một pha đánh bóng đẹp mà ban tổ chức đã thưởng nóng cho cầu thủ số 5 của Linh Đàm.
những pha đánh bóng đẹp, những pha đánh bóng vào đầu đều được hưởng. Và đánh bóng ở trong vạch 2 mét được thưởng rất nhiều tiền. Trận đấu diễn biến xét thứ hai giữa Linh Đàm và chủ nhà Yên Phúc. Nhớ gần màn hình nhỏ các bạn, trang phục áo xanh là đội Linh Đàm. Các chàng trai Linh Đàm. Phía xa màn hình nhỏ các bạn là các chàng trai của chủ nhà Yên Phúc. Tỷ số hiện tại đang là 9-14. Tạm thời nghiêng về cho Linh, các chàng trai Linh Đàm. Bước một không tốt đến từ chủ nhà Yên Phúc. Cơ hội cho chủ nhà Yên Phúc không thành công. Chắn bóng tốt, điểm cho chủ nhà Yên Phúc 10-14. Trọng tài chính điều khiển trận đấu này là trọng tài Nguyễn Vững, trọng tài hai là trọng tài Đinh Thuận. Trọng tài Nguyễn Vững đến từ Bắc Giang. Không qua đồ điểm là không nghĩa 6. Rất đáng tiếc, phủ bóng ra ngoài đến từ các chàng trai chủ nhà Yên Phúc. Vậy là chủ nhà Yên Phúc đã có sự thay đổi cầu thủ. Chàng trai số 16 vào sân, chàng trai số 102 ra sân. Có điểm không? Không, không có điểm. Vậy là điểm thuộc về đội chủ nhà Yên Phúc. 11-16. Điểm cho Việt Giang 11-16. Chắn bóng thành công. 12-16. Liệu có set thứ ba hay không? Tốt. Bóng rất tốt. Điểm với Kim Giang. Chạm tay 13, ra ngoài. 16. Điểm 13-16. Đồ điểm là Vương Nghĩa. 9-8. Tính đến thời hiện tại, điểm thời hiện tại ở bảng B cũng chưa biết đội nào là đội mạnh nhất cả. Mười bốn mười sáu. Chỉ còn khoảng cách là 2 điểm. Và bây giờ thì là ý quyết đóng một quả này thôi là được, cắt một quả này là được. Ở trận thứ nhất thì tổ 15 Liên Nghĩa đã giành thắng lợi trước chủ nhà Yên Phúc. 14-16. Một pha hay quá. Đi quả cong chân rồi. Điểm cho Liên Giang 15-16. Hãy
Cầm bóng đi nha. Từ đây. Ê. Giờ bóng tốt. Điểm cho Minh Đào. 17, 15. Đập bóng rất mạnh đến từ số 5. Điểm 17, 15. Cho các chàng trai Linh Đàm. Sau đó là câu trả lời. Xong rồi. Rất tiếc là ra ngoài. 15-18. Cho mày đi bình luận viên gọi. Trọng tài đã văn thôi đi đẹp. Điểm cho Biên Giang. 16. Anh ơi. 16. 11. Anh Vũ ơi. Đấy đi, bỏ đi. Đi từ ngoài Hà Nội này về sật với chất nổ tiếng. Cảm ơn. Từ đây về Trong quân đầu điểm 13, 11, 12, chấm bóng không thành công. Điểm cho Minh Đàm 19, 16. 19, 16. Hai mươi 16 rồi. Quay. Điểm cho Linh Đàm. Trà Ve 20, 14, 16, 11, 15. Có tới 5 lần kết thúc cho Linh Đàm. Được bóng ra ngoài. Điểm cho Linh Đàm 17, 20, 17, 20. Đội điểm 12, 14. Con này là anh chưa không đánh à? Hai mươi mốt mười bảy là kết thúc. Và xét này Linh Đàm đã giành chiến thắng. Hai đội sẽ đánh xét thứ ba. Hai đội sẽ bước vào xét đấu thứ ba. Ở xếp thứ 3 đánh trận 8 quả đổi phân. Hiệu quả. Trong tay đây khi mà hai đội trưởng của hai đội ra bước cho anh để chọn thân. Đánh xếp thứ 5, thứ 3 thì cứ một đều. Xếp thứ 3 này thì Biên Giang ở bên tay phải và ban tổ chức. Trọng tài viên nhỏ. Không tôi tin tưởng các anh là có cái gì hơi bị đặc sắc luôn. Là cái này, cô anh là anh phải nghiêm. Rất tin tưởng. Tôi tin tưởng nhất là cái được hòa. Tôi tin tưởng nhất là cái được hòa. Đó, thấy chưa? Không bao giờ để im. Xin chào Hoàng Giang nha, xin chào tất cả quý vị khán giả và các bạn. Không để. Chúc quý vị và các bạn một buổi chiều vui vẻ. Chào bạn thành công. Điểm cho Linh Đàm. Cao bao nhiêu vậy anh ơi? À, Đông giáo chủ. Đông giáo chủ cao 1m62 nhá. Hoàng Giang nhá. Phải hỏi Đông giáo chủ không? Thủ tốt đến từ V Linh Đàm. Đấy, đánh ra ngoài. Điểm cho Biên Giang. Một đều. Cho Hòa Khánh ạ. Cung ngay lòi luôn. Cố lên em ơi. Cô anh ơi. Cô anh ơi, cố lên. Từ nhà thiếm bóng đôi.
đáng tiếc là đánh bóng ra ngoài. Đến từ các chàng trai Yên Phúc. Điểm 1-2 và 2-1. Tiếp tục là gà tre đập bóng tốt, hai phát đập đã có điểm cho chủ nhà Yên Phúc. Điểm 2-2. Điểm đang theo dõi diễn biến ở set đấu thứ 3, trận bóng bàn thứ 4 chủ nhà Yên Phúc và Linh Đàm. Phát bóng ra ngoài. Điểm 3-3. Bóng bắn thành công. Điểm cho Linh Đàm 4-3. Điểm cho Linh Đàm 4-3. Nhưng trọng tài đã bắt lỗi các cầu thủ Linh Đàm. Bốn đều. Điểm cho Linh Đàm. Trọng tài đã bắt lỗi các chàng trai của Linh Đàm. Rất căng đối với đội Linh Đàm. Họ đã có một số bóng nhất định. Họ đã có một trận thắng. Với đội chủ nhà Yên Phúc, họ đang khao khát một chiến thắng. Ở set trận loạt trận thứ nhất, họ đã thất thủ trước cầu 15 Yên Nghĩa. Cấm là nghĩa là hạn chế, là hạn chế ở cuộc gọi điện thoại với nhau với các đội, vì đội Tùng Lâm cũng đăng ký. Hiện tại vẫn đang là chào Sang Văn Phú ạ. Điểm cho Liên Giang 5-6. Hai đội Yên Nghĩa thế nào rồi ạ? Đội Yên Nghĩa đổ 15, một trận thắng, một trận thua. Còn Hòa Bình Yên Nghĩa cũng vậy, một trận thắng, một trận thua. Chắn bóng ra ngoài. 9-5. À đâu, 8-5. Linh Đàm, 8-5. Điểm 18-16. Còn nữa thì điểm cho Liên Giang 6-9. Điểm cho chủ nhà Yên Phúc 6-9. Đ
và đánh nhanh rất tốt lần thứ số 6. Vui thoát đi. Diễn biến xét thứ 3, Linh Đàm và chủ nhà Yên Phúc. Chỉ còn một điểm nữa thôi là chủ nhà Yên Phúc san hòa tỷ số. Xét thứ 3, chạm 15. Trọng tài Nguyễn Vững là điều khiển chính cho trận đấu giữa Linh Đàm và chủ nhà Yên Phúc. Trọng tài 2 là trọng tài Đinh Thuận. Và đánh nhau đánh nhanh. Điểm cho chủ nhà Yên Phúc 11-9. Thế nha, giờ tính nha. Đầu tiên áo vào và thắng lần này. Mà xong được thắng mà mình thua thế là mình thắng 1 và thắng 2. Cái đội Linh Đàm này ví dụ một đội áo vào. Đó, chắc chắn ra ngoài. Được, vẫn lên ra. 10, 11. Được, giờ Linh Đàm phải thắng. Thì anh thắng thắng kia thì là rất tay nhau vào. Anh phải thắng. Anh phải thắng cho sau này. Anh thua thì là anh đi. Rồi cho em vui. Rồi xuống. Rồi xuống. Vui một đi. Lên người. Rất căng. Cổ động viên chủ nhà Yên Phúc đang cổ vũ rất nhiệt tình và sôi động. Được không? Bóng ra ngoài, điểm cho Linh Đàm, 12-11. Linh Đàm có những pha đánh bóng nhanh rất lợi hại. Cả huynh như kìa. Huynh là sao vàng đi. À thế ạ. Trọng tài đã có điểm cho Việt Nam 12 đều. Những hình ảnh rất là ngộ nghĩnh. Hình ảnh rất là căng thẳng. Diễn biến set thứ 3 giữa Linh Đàm và chủ nhà Yên Phúc. Tỷ số đang là 12 đều. Chúng ta theo lệnh của trọng tài. Trận đấu tiếp tục. 12 đều. Không được.
chúng tôi thường xuyên nhắc lần nữa, chúng tôi có trọng tài, chúng ta theo sự điều hành của trọng tài, chúng ta theo sự điều hành của trọng tài. Alo, điểm 2-1. Linh Đàm mà thua thì phải xét điểm thôi, mình phải thắng xét sau thì mới tính điểm. Linh Đàm thua, Linh Đàm không thua được. Nếu mình thắng trận nữa thì đang trả nước xin mời rồi Linh Đàm chúng ta vào để đánh tiếp tục thi đấu đảm bảo thời gian. Thắng trận vào kia Linh Đàm mà này có phải điểm không? Bắt quả tang một quả. Và trận đấu lại tiếp tục 12 đều Biên Giang ra bóng, ra bóng tốt, điểm cho Linh Đàm 13-12. Đều điểm. Vậy là trọng tài đã cho đánh lại 3 bóng vừa rồi. Các cổ động viên ở bên giữa sân ra làm gì ạ? 13-12. Trọng tài đã bắt lỗi cho đội Biên Giang, điểm cho Linh Đàm 14-12. Đội sau là đội thôi, sao thế? Đội chủ bây giờ huynh đánh kia bảng kia lấy cho đánh thôi đi mà nó sao vàng nó được anh bị đánh. Trận bóng thành công, điểm với Linh Đàm 15-12. Anh đâu ơi? Vậy là trận đấu đã kết thúc 15-12. Cuộc Linh Đàm đã giành chiến thắng với tỷ số là 2-1. Sau khi sau trận đấu